Có hai thách đấu gặp nhau đây. Vào xem nào. Vào xem hai thách đấu đá với nhau nào. Rồi, một cây Real với tiền đạo là Eto 123 22. Đây là WL mùa Trung Quốc. Mùa mà mùa Việt Nam không có nhá. Xe Việt Nam không có mùa 22 WL đâu. Đấy. À, Trung Quốc có nhiều mùa ngon lắm. Cây hàng ở Rudiger 21 CL9 này. Edermi Tao 21 CL9 này. Alaba 21 CL9 này. Đấy, Marcos Llorente LN9. Rồi, đang phút thứ 21. Một bên là Real, bên là MU đi. Mặc dù là cầu thủ thì cũng là toàn là Real với nhau đấy. Nhưng mà đội trắng gọi là Real, đội phải là MU đi cho nó dễ. Rồi. Ronaldo. Ronaldo có bóng, chạy rất tít. Ronaldo đang có bóng và chạy rất tít. Chưa ai theo được. Nhưng mà pha chuyền bóng về thì hơi lỗi. Marco Llorente. Eto'o không theo được bóng rồi. Alaba. Toni Kroos. Benzema. Ronaldo. Đây là Rodrigo. Con hàng là Hakimi thì phải, đúng rồi. Rudiger, Toni Kroos. Ronaldo béo, Toni Kroos có góc sút. Ronaldo trả bóng về. SN. Toni Kroos, Ronaldo. Vẫn là những pha kiểm soát bóng tốt hơn đến từ phía đội đỏ. Benzema không có penalty. Một pha tắc bóng tốt đến từ phía của các cầu thủ đội áo trắng. Phản công không thành công. Eto'o không chạy lại với ở bên hàng hậu vệ bên kia rồi. Mình phải xem lại một chút hàng hậu vệ ở bên đội đỏ này. Có Varane, Rudiger, Hakimi, Fernandes. Rồi. Varane này, Rudiger này. Rudiger này là cái chữ phô, chữ chữ này là chữ Ofuro đấy. Chữ mà ở trong bồn tắm ấy. Rudiger ở chuyển sang tiếng Trung có chữ bồn tắm. Rồi, Marco Llorente. Một pha chuyền bóng không có mục đích. Phản công cho đội MU, cho MU đội lốt Real. Real đội lốt MU chứ. Kaká, Marco Llorente. Đội những cái đội bóng mà sút bằng tiền sút ở Việt Nam gọi là tiền sút nhưng bên này nó chỉ là bình thường thôi. Marco Llorente không qua được rồi. Benzema. Bóng trả về cho đội đỏ. Ronaldo chạy bóng rất nhanh. Chạy bóng rất nhanh theo ngay là Rudiger. Rodrigo, Benzema không qua được Edmundo Tao. Và vạch Neves. Bóng cuối. Và vạch Neves liệu pha tạt vào trong không? Marco Llorente đang chạy. Không qua được. Không qua được bên phía đội trắng. Rồi, hiệp 2 thì phát bóng lên cho đội trắng. Neves. Llorente, Neves, Eto'o không được. Tấn công cho đội đỏ. Và vạch Neves. Benzema, Toni Kroos. Benzema theo kịp bóng không? Bóng trả về cho Neves. Liệu một pha tạt không? Không. Một pha chuyền bóng về nhưng mà lại chuyền vào chân đội trắng. Phản công nhanh cho phía của đội trắng. Llorente không qua được Varane rồi. À đâu đây mới là đấu. Sao nhìn nhìn cầu thủ khó tên khó đấy. À đổi Beckham à. Beckham và Van Vatt D. Dermitao Alaba. Rồi, một pha cả bóng tốt. Tạm dừng rồi. Đấy, đây mới là tạm dừng này. Konnichiwa. Konbanwa. Ima wa konbanwa de shou. Konnichiwa de wa nakute. Yoru dakara konbanwa. Đấy, Rudiger này. Bốn hai ba một. Lưng cu 23T8 này. Figo tạt ngon mà. Xong này là thằng Phan Vắt Đê à? Đúng không? Bạn thằng mễ trước này.
Rüdiger. Gullit. Casemiro. Không qua được. Và là sút nhanh không được. Kaká. Beckham. Trả bóng về Edmitao. Không qua được rồi. Lại là một yêu cầu tạm dừng. Một bên là tỏi 21 CL9. Ờ 8. Một bên này cũng là tỏi 21 CL8. Con cu à, cái lưng cu này. Vinicius này. Kỳ này, cuối này. Casemiro này. Recruit này. Bên này nhìn cái tên nào. Alaba này. Varane này. Beckham này. Lại mãi này. Rồi. Nhìn phải cái tên, nhìn cái tên tiếng Hán trước đã. Đây là người ta phát bóng này. Đứng trước bên kia là Vinicius này. À, đội đỏ Vinicius đúng không? Ừ, đội đỏ Vinicius. Neves, Kaká. Neves. Beckham. Ơ kìa, xong lên luôn nhỉ? Sút đi. Llorente, vào bánh Neves ZD. Ui dồi ôi. Hơi bị chần chừ, hơi bị chần chừ trong pha bóng rồi. Núng cu. Đây là chữ núng cú ấy. Nộ. Ơ kìa, Beckham đẹp. Beckham đẹp. Beckham. À, Ronaldo. Robéo sút. Gullit. Kìa. Trời ơi, chần chừ thế nhỉ. Ôi dồi ôi, trả bóng về cho Toni Kroos sút từ giữa sân ạ. Một pha hơi cầu toàn. Figo chân 4 sút được mà. Sút gần bằng chân 5 thôi chứ còn bảo là thuận như chân 5 thì không có, nhưng mà sút vẫn ổn mà, nó như kiểu Henry ấy. Chân 4 sút vẫn láo mà. Llorente. Bóng lên cho phía đội đỏ. Gullit. Ronaldo. Toni Kroos. Ronaldo. Gullit chạy đẹp kìa, không việt vị kìa. Hơi khó hiểu, hơi chậm nha. Rồi ZD Vinicius. Không có bên đi. Ronaldo. Mẹ sút lên trời rồi. Sút lên trời rồi. Mẹ. Hai ông đội hình rõ là đẹp. Ping 12, 24 mà sút như cứt. Đạo mình ping 116 mà đá cũng rất là vất vả. Đấu mà dứt điểm này chết không. Và Van Neves. Beckham. Hơi đùa. John Cryvet cung cấp ổn không làm phôi nhé. Kaká Rio 5 hay Kaká Icon 3. Lấy Icon 3 mà chơi. Icon không bao giờ thất. Không bao giờ lỗi thời. Lấy Icon xong đập dần lên cũng được. Gullit. Béo đang chạy. Vinicius. Vinicius Junior. Vẫn đang còn bóng. Ôi giời ơi, để ơi Vinny tao nó áp sát thế này thì đỡ làm được Kaká à? Liệu một trận hòa chăng? Liệu là một trận hòa chăng? Beckham. Và vành Neves. Neves. Ôi kìa. Bóng cuối cho đội đỏ chăng? Bóng cuối cho đội đỏ rồi. Pha này thì bóng cuối đội đỏ rồi. Ronaldo đờ béo. Ronaldo đờ béo. Ôi giời ơi. Diễn rất là hay nhưng mà truyền về như củ cải ấy. Ha. Cái kiểu cầu thủ nó nhanh lắm em ạ, nên là cũng đá nó cũng bị khó đấy. Cầu thủ nhanh mà là khỏe lắm. Toàn cũng 8 cũng 9 vào rồi. Eto nó theo được bóng thì chết, không qua được. Varane Beck World Cup 8 rất là khỏe. Varane Beck World Cup 8 cũng rất là khỏe. Rồi có hiệp phụ nha, có hiệp phụ để anh em xem nha. Có hiệp phụ để anh em xem. Trời ơi, đá lưng cu đẹp thật đấy, nhưng mà sút ít người chơi. Lưng cu tốc 135, 136 này. Kiểu cầu thủ nhanh quá lắm, lúc nó cũng ngáo em. Eto vào thay cho Rô béo rồi. Eto LN. Vậy là được xem pen nếu mà huề. Ui, tại những cái chỉ số vàng khè 140 này. Cháy thật sự ấy. Đi xem, mình đi bình luận danh của xem vào chung thôi, nhưng mà gọi là xem đã mắt luôn. Rồi, Gullit. Gọi là bóng cầu thủ nó bóng rất là nhanh, mình xem nó đã mắt ấy.
tốc độ trận đấu cực kỳ nhanh luôn. Rồi, không được, một pha chuyền nên không thành công. Beckham. Đây là Llorente, Llorente LL9 anh em nhé. Llorente. Eto, Beckham, Eto có rút điểm không? Có rút điểm không? Không, Llorente ở kia, vẫn còn. Không qua được Mendy của bên phía đội trắng rồi. Quá căng, quá nguy hiểm luôn. Và vành Neves chuyền vào trong, có sút không? Beckham có góc đẹp sút. Ở kìa, lại sút người đồng đội chứ, đần đéo tả được. Phản công nhanh cho đội đỏ. Phản công nhanh, không được. Nhanh nhanh thì này chết không. Varane chuyền bóng lên. Ôi giời ơi, không được rồi. Neves, Beckham. Bóng vẫn còn trong sân. Eto, Llorente, Kaká. Kaká đi bóng dài thế. Ơ kìa, mẹ đi bóng dài thế nhở, ông này cuống à? Khó hiểu, khó hiểu cái pha bóng vừa rồi. Rồi giờ thì để Eto nó chạy thì bố ai đuổi được. Eto, Eto, ơ kìa. Ơ kìa, múa cái gì vậy? Mày xem đau mắt thế nhở? Xem bực mình thật ý. Sút mẹ đi. Van Vát D này, Van Vát D 38 này. Ai xem được mình thật đấy. À, Eto chỉ số vàng khe luôn. 140, 141, 142, 140 này. Rank thách đấu bạn ơi. Không phải danh bán chuyên đâu. Khi đó là chắc là thấy có người xem ngáo ngáo sao ấy. Ờ mình ở... Cứ gọi là mình ở Osaka cũng được. Chính xác là mình ở Kyoto. Nhưng mà mình làm việc ở Osaka. Xem bực vãi. Anh em nào xem những cái mở thẻ hay là đập thẻ server chung của mình thì có thể lên YouTube có Hải Đăng 24 rất nhiều video về cái chuyên mục server chung này nhá. Kìa, kìa, Gullit. Mình làm chuỗi series server chung với lại mấy cái video về cuộc sống của Nhật Bản. Mình tưởng vào quả đấy chứ. Mình tưởng vào quả vừa rồi cơ. Thế mà không vào. À bị Diệu Vấn Hoa vẫn chưa khỏi anh em ạ. Anh em xem chim cho mình xin một follow và một comment nhé. Cảm ơn anh em nhé. Anh em biết bán chỗ nào bán nick FIFA uy tín. Không, chưa out đâu. Vẫn là 12-24, ping vẫn còn. Cặp này cân kèo nên là đá nó bị căng đấy chứ không phải đấy đâu. Chứ không phải là out đâu. Cặp này đá cân kèo đấy. Chắc là cân kèo kiểu ăn chắc mặt bền ấy. Chắc là đợi đá ben rồi. Hai bên này chắc đợi đá ben rồi. Chứ tầm này cũng không cố hoặc là đợi bóng cuối. Hai đội hình thì cũng chất lượng như nhau thôi, toàn cây full tán, toàn những con hàng chất lượng mùa LN với lại mùa 23TI thôi. Neves liệu có phải là một pha câu giờ để mà sút luôn không? Van Vát D không qua được rồi. Rüdiger, Toni Kroos, Casemiro. Bóng lên cho Gullit. Eto đang chạy bên trên. Eto góc chống cho Eto không được. Casemiro trả bóng về. Kiểu này mình nghĩ là hai bên này câu giờ đá ben rồi. Bên này câu giờ đá ben rồi. Dễ mà câu giờ đá pen lắm. Casemiro, Eto, Gullit sút, sút, sút. Ui giời ơi. Đúng là hiểu tại sao mấy ông này không sút sút láo rồi. Tỏi UCL, hai mũi UCL bên trong. Thôi chết rồi, thế này thì chết chắc rồi. Phút thứ 116 Gullit ghi bàn, chết luôn. Khỏi sút penalty luôn. Bên này cái câu lạc bộ Watt này nó cực kỳ là mạnh luôn. Một nháy rồi. Trận đấu cực kỳ kịch tính đến phút thứ 120. Không có bàn gỡ hòa cho đội trắng rồi. Không có cơ hội sút ben rồi. Quá nhỏ luôn. Vẫn còn nha, vẫn còn. Ôi giời ơi, hết rồi. Van Vát D. Van Vát D. Tạt vào trong nào, tạt bừa đi. Không kịp rồi. Gullit. Eto. Hai nháy. Mẹ. Đấy là Nunku.
Real mặc trên mình áo MU đá khét thật. Đúng là nội tại của Real nhưng mà lại còn mặc áo MU nữa, quá là cháy. Một trận đấu căng thẳng cực kỳ đến phút thứ 120 luôn. Đây, xem lại những pha từ lúc bắt đầu luôn. Tỏi bát luôn này. Bên đội đỏ có những pha bóng tốt hơn. Ba cặp D-line ổn mà. Ghế ngồi bao tiền á? Quả ghế này đi xin bạn ạ. Quả ghế này đi nhặt ở rác bên Nhật, nó vứt đi, thế là mình ra mình nhặt về mà. Toni Kroos sút quả này hơi tiếc. Quả này mà sút luôn thì đội trắng ăn rồi. Đội đỏ nhiều pha sút hơn, nhiều pha sút là thành nguy hiểm hơn. Nhưng mà toàn sút đi đâu, sút lên trời. Trước là cái ghế này là mình thấy ở ngoài bãi rác, thế là mình thấy kiểu người ta vứt đi ấy. Bên này vứt rác vứt tiền mà, thế là mình ra mình nhặt về thôi. Đấy, trận đấu hay quá, trận đấu hay đến phút cuối rồi. Pha này Gullit ghi bàn này. Tuyệt vời luôn, quá là đuyệt. Đấy, trận đấu mãn nhãn cho anh em xem luôn. Rồi đi xem trận khác nha anh em nhé. Đấy, luôn cú phát này thì thôi, xong. Đấy, chốt hạ. Hai nháy, phút thứ 116, 120 cộng 2.